Rồi, lôi anh em nhé. Hôm nay là thứ 7 này, ngày 13 tháng 5 năm 2023 nha các bác nhé. Đấy, mới về một lô họa mi mộc các bác nhé. Đấy, lô này thì có 4 con trống và lô này thì có 10 có 9 con tất cả nha các bác nhé. Có 4 con trống và 5 con mái các bác. Đấy, thì bây giờ em sẽ thử xùy tiếng mái. Em có em nào hot hoặc thái độ gì không thì để cho anh em chọn chim nha các bác nhé. Và xong em sẽ quay sát bóng bộ cũng như đầu mặt từng con để cho anh em xem cho rõ nha các bác nhé. Đấy, bây giờ em sẽ thử xùy này. Con mái số 1 xùy các bác nhé. Mái số 1 rất là mau mỏ xùy luôn. Và giọng xùy rất là hay. Tí em sẽ quay rõ cho anh em xem bóng bộ con số 1. Số 1 nó vừa nhảy lên cầu rồi các bác. Con số 1 cái ô đấy hơi tối. Nó vừa xùy các bác nhé. Anh em có thể tua lại video để xem. Giọng xùy rất hay luôn con mái đấy. Mới có một con mái số 1 này là nó vừa mới xùy này các bác. Anh em có thể tua lại video để xem nhé. Đấy. Mái rất mong mỏ. Xùy mà giọng xùy rất là hay. Đấy. Tè rất là hay. Bây giờ em sẽ dừng video lại và em sẽ tiến lại gần để em quay rõ đầu mặt cũng như là bóng bộ từng con cho anh em xem nhé các bác nhé. Rồi, ok anh em. Con số 5 hot nha các bác nhá. Và con mái số 1 thì xùy rất là hay. Nếu anh em cái con này anh em có thể tua lại video một đoạn anh em mình nhìn thấy ngay nha các bác nhá. Mái nó xùy rất hay con mái số 1 này. Đấy. Con mái rất là hay luôn này. Đấy. Đó, số 5 đang hot này các bác này. Đấy. Hai con. Con mái mà còn trống một số 5 này cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Bộ to. Đấy, em số 5 bộ to đuôi xòe nha các bác nhá. Tí em sẽ quay sát cho các bác xem. Đây anh em nhé, giờ em sẽ quay gần quay sát từng con cho anh em xem này. Đây là em mái số 1 và em mái này là rất là mau mỏ luôn nha các bác nhé. Xùy tốt anh em về là sẵn chơi nha các bác nhé. Anh em kẹp trống về là sẵn chơi. Đấy, chim vừa về nhưng mà là rất là mau mỏ luôn. Em mái này em lên hình và giao lưu với anh em 1.300.000 nha các bác nhé. Đấy, em mái đuôi xòe, bóng bộ đẹp, em mái cực kỳ mau mỏ. Đấy, xùy hay. Đấy, anh em mua về giữ trống nha các bác nhé. Đấy, anh em mang về vực trống ở nhà. Anh em là kết thì alo em mái này. Anh em có thể tua lại video để xem em nó xùy nhé. Em này cần là xùy rất là tốt, thái độ rất là hay nhé các bác nhé. Đấy. À, em mái này em mái số 1. Đấy, các bác kết thì có thể alo. Đầu mặt đẹp, bóng bộ đẹp các bác nhé. Đấy, tiếp đến là em này là em trống nhé các bác nhé. Em trống này là em số 2. Đấy, em trống này thì chim cao cầu đuôi lá vàng. Chim trống bộ cũng khá là to nhé các bác nhé. Em giống này em giao lưu với các bác 1.600.000 nha các bác nhé. Đấy, lông lán hơi sơn sắc thì là cái này là bên ngoài nha các bác nhé. Vì anh em chim nó mới về em chưa tắm nên là lông nó hơi sơ. Đấy, nhìn nó có một vài sợi lông trịa ra nên anh em nhìn cái lông nó không được đẹp lắm. Thì cái này là ngày mai anh em về anh em cho tắm 1-2 ngày là nó sẽ rỉa lông lại, nó sẽ mượt mà lại, nó đẹp đẽ như bình thường luôn các bác nhé. Đấy. Mái số 2, em này em trống quá nhé. Em trống số 2 này là giao lưu với anh em 1.600.000. Em trống bộ khá là to, cao cầu, đuôi lá vàng nha các bác nhé. Đấy. Em trống 1.600 này, em trống số 2 này. Tiếp đến là em trống này là em trống số 3 nha các bác nhé. Em trống số 3 này thì lông lá đẹp đẽ mượt mà này các bác này. Đấy, bóng bộ đẹp, bản đuôi to dày nha anh em nhé. Em trống này là trống giả rừng. Bóng bộ đuôi dép em này cực kỳ đẹp luôn. Đấy, lông lá mượt mà nha các bác nhé. Bóng bộ thì rất là liền lạc. Em này cũng giao lưu các bác là 1.600.000 các bác nhé. Giá cả cực kỳ hợp lý phải chăng với anh em. Anh em nào kết thì có thể alo. Em chống mẹ là em chống số 3 nha các bác nhé. Đấy, tiếp đến là cho anh em xem em thứ 4 này các bác nào.
thứ tư này thì lông lá cũng mượt mà đẹp đẽ. Chim trống này thì đều đã ra giọng, đều đã hót hết rồi nha các bác nhé. Bảo đảm trống 100% cho anh em luôn, bảo hành trọn đời cho anh em. Em này thì tao lưu anh em 1.600.000 nha các bác nhé. Đấy, trống này các bác nhé, em trống này thì đầu mặt cũng rất đẹp, lông đầu mỏng. Mẫu chim lông mỏng này thì là rất là mỏ mỏ, rất là dễ chơi nha anh em nhé. Đấy, tiếp đến là em số 5 này, số 5 là một em chim bụng to đuôi xòe nha các bác nhé. Và em này mỏ mỏ, mái suy là hot các bác này. Em này rất là mỏ mỏ luôn, mái suy là hot. Chim bản đuôi xòe nha anh em nhé. Em mới dí điện thoại và em quay nên nó chim nó hơi hoảng. Đấy, định quay riêng em này cho các bác, nó hơi hoảng nên là em không quay nữa. Đấy, bây giờ quay luôn, tiện thì quay luôn cho anh em xem. Em chấm số 5 này nhé, rất là mỏ mỏ luôn. Về anh em tách riêng lồng anh em chăm. Đấy, nó mới hoảng, em vừa dí điện thoại vào nó sát quá nên nó hơi hoảng, nó hơi nhảy cho các bác nhé. Mà mai anh em nếu mà tách riêng lồng nuôi thì nó sẽ đứng lồng, nó sẽ tĩnh chim thôi, nó cũng như các con còn lại thôi. Em này thì được cái là màu mỏ hơn chim các con kia rất là nhiều. Mái suy là hot các bác nhé, tổng hợp mái suy là hot. Đấy, em này bộ to đuôi xòe, giao lưu với anh em 1.800.000 nhé, các bác kết alo em ạ. Đấy, thế là hết 4 con trống. Để tiếp đến là hàng dưới nhé, hàng dưới này thì toàn bộ là mái hết các bạn. Đấy, đây là em mái số 6 này các bác này, em mái số 6 này. Đấy, quay qua cho anh em xem bóng bộ. Đấy, về anh em mua về dụ sống nhá. Em mái này là giao lưu với anh em 1.200.000. Mái thì mái hàng dưới này thì đồng giá cho anh em 1.200.000, anh em cứ xem qua bóng bộ, anh em kết em nào thì alo cho anh em xem qua bóng bộ nhé. Rất là đẹp, mặt đuôi to, 1.200.000 các bác nhá. Đấy, còn ô này thì nó bị chạy nan nên em không thả vào này. Đấy, tiếp đến là em mái này là em mái số 8 nha các bác nhé. Đấy, anh em xem qua bóng bộ, anh em mà ưng mắt em mái nào alo cho em qua số điện thoại 0978767689 nhá anh em nhá. Em mái này thì khá là sáng sủa, vàng chim đẹp. Ở đây có một con mái số 9 này, nếu anh em thích thì để cho anh em 1.1 các bác nhá. Em mái này thì đuôi nó bị cọc đuôi. Nhưng mà không ảnh hưởng đến chim nhé, anh em chơi trống thôi, mái thì cũng không ảnh hưởng lắm đâu. Anh em về chăm lại một thời gian là sẽ mọc đuôi đầy đủ cho anh em. Đấy, tiếp đến là cuối cùng là em mái này. Đấy, em mái này 1.2 triệu. Đấy, mái hàng dưới này thì đồng giá 1.2 triệu một con. Đấy, có em cục đuôi này thì là 1.1 triệu. Đấy, được. Ok anh em nhé, anh em xem chim kết em nào thì alo cho em. Anh em có thể tua lại để xem lại tấm hót của chim, cũng như là xem con kia nó suy nhá. Rồi ok anh em.